Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một em bé ngồi xung quanh những bạn mèo, những bạn gấu rất là đáng yêu này. Có bạn mèo đang chơi đùa với cuộn len của mình này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Nhụy hoa này thì mình dùng màu vàng. Tô màu xanh nha. Mũ này thì từ màu hồng. Bạn mèo này tình tô màu vàng. Mèo rất là dễ thương. Vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây.
Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới. Mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn tối tiếp nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.